Xin kính chào các bạn, chúc các bạn ngày mới nhiều niềm vui và sức khỏe. Chân thành cảm ơn các bạn đã xem video và chân thành cảm ơn các bạn luôn ủng hộ cho Nhớ Về Miền Quê. Các bạn thân mến, hôm nay xin giới thiệu đến các bạn phần tiếp theo chương 4 của quyển sách Thuật Xử Thế Của Người Xưa do tác giả Nguyễn Duy Cần sáng tác. Chương 4 với nội dung Ân và Quán. Xin giới thiệu với các bạn phần 1 của chương 4. Thuở nhỏ, mỗi khi đọc đến cái chết của Hàn Tín thì trong lòng thấy như có điều bất mãn. Sau khi ném quyển sách đi, lòng không khỏi ngậm ngùi thương tiếc. Thương tiếc rồi lại trách Bái Công phi ân bội nghĩa đủ điều. Nhưng về sau, có được chút ít tuổi và kinh nghiệm sự đời, lại trông thấy Hàn Tín sở dĩ bị tru diệt không riêng vì lỗi ở Bái Công mà chính nơi cách xử thế vụng về của Hàn Tín. Ta thử tìm hiểu hai tâm hồn ấy. Hàn Tín xuất thân nghèo khổ, lúc chưa gặp thời, ông câu cá ở dưới thành. Phiếu mẫu thấy Tín đói, cho Tín ăn cơm. Tín mừng bảo: "Tôi tất có lúc đền ơn ba." Phiếu mẫu giận nói: "Kẻ đại trượng phu không nuôi nổi thân, tôi thương cậu mà cho ăn cơm, há lại mong đền ơn ư?" Trong hàng thịt ở ngoài âm, có chàng trẻ tuổi trêu Tín, giữa đám đông nhiếc Tín: "Tín, có dám đâm chết được tao không? Không đâm được thì hãy luồn trong tao đây." Tín nghĩ mình chưa làm được gì nên đại nghiệp, mà nay phải lôi thôi, có khi đền mạng, thường mạng với một tên vô lại này thì cũng tủi thật, nên dằn lòng nhẫn nhục chui qua hám chàng kia. Người cả chợ đều cười Tín cho là hèn nhát. Đến khi Hạng Lương qua sông Hoài, Tín chống gươm theo hầu, Hạng Lương thua lại theo về với Hạng Võ. Võ cho làm lan trung chấp kích, nhiều lần Tín bày mưu cho Hạng Võ nhưng Võ không dùng. Hán Vương vào Thục, Tín trốn sở về với Hán, lại chỉ được phong làm chức liên ngao coi kho lúa. Tiêu Hà và Đằng Công biết là người đại tài, đã không biết bao lần tiến cử với Hán Vương mà Hán Vương vẫn không trọng dụng, nên Hàn Tín bỏ Hán mà trốn đi nếu Tiêu Hà không chạy theo bắt kịp. Trở lên, ta thấy Hàn Tín một đoạn đời đã trải qua không biết bao nhiêu tủi nhục, bởi vậy trong tâm hồn bao giờ cũng bị cái tâm cảm tự ti. Lòng tự ái đã bị chạm nặng và dồn ép lâu ngày, nên trong đời chàng không biết bao lần ngoan ngạnh và khiêu khích đối với Hán Vương. Tiêu Hà rất am hiểu tâm sự ấy của Hàn Tín, nên khi Hán Vương thấy giác thư của Trương Lương muốn phong Tín làm đại tướng một cách suông, bèn nói: "Bệ hạ muốn phong cho Hàn Tín bằng cách nào?" "Thì hoài y đến mà phong chứ sao?" Tiêu Hà lắc đầu nói: "Không được, bệ hạ vốn đã kiêu ngạo, không thủ lễ với Hàn Tín lâu nay rồi, giờ lại phong một chức đại tướng mà làm như gọi một đứa trẻ con. Bệ hạ thì cho thế là trọng, mà theo ý ngu thần thì e rằng Hàn Tín rồi cũng sẽ đi mất." Hán Vương nói: "Vậy phải phong bằng cách nào?" "Nếu bệ hạ muốn phong Hàn Tín, nên chọn ngày trai giới, lập đàn tế cáo thiên hạ như hoàng đế phong cho phong hậu, Vũ Vương phong cho Lữ Vọng vậy, tức là lễ bái tướng." Hán Vương bằng lòng. Đấy là Hàn Tín đặng hạ lòng, mà Hán Vương một cách vô tình đã bị chạm đến lòng tự ái rồi. Lòng Hán Vương đã bị một tì vết, hạt giống đã khởi đầu âm thầm bắt mộng. Lúc Hàn Tín tương binh đại phá Tam Tần và lấy Hàm Dương rồi, thì Hán Vương bàn với Hàn Tín tính việc Đông Chinh. Tín không bằng lòng, cố hết sức giải bày những việc lợi hại, thế mà Hán Vương vẫn không nghe. Mặc dầu Trương Lương hết sức cản ngăn, Hán Vương cũng nằng nặc quyết một, lấy ấn sối của Hàn Tín lại mà ban cho Ngụy Báo. Trận ấy Hán Vương làm một việc liều lĩnh phi thường,
nên bị Hạng Võ đánh một trận không còn manh giáp, suýt bỏ thân trong trận địa. Người như Hán Vương khôn ngoan sâu sắc, thời thường bao giờ cũng nghe Tử Phòng, cung kính như bậc thầy. Thế sao ngày nay bỗng dưng hung ám, đã không chịu nghe Hạng Tín, lại chẳng kể Tử Phòng? Trước sự thành công rực rỡ của Hạng Tín, trăm trận trăm thắng, trong thâm tâm Hán Vương không mấy vui lòng. Cơ hội đến, Hán Vương muốn tỏ rằng mình cũng có tài chinh phạt như ai, bởi vậy mới có cái cử chỉ sổ sàng là cướp ấn Nguyên Nhung mà trao lại cho Ngụy Báo. Làm một việc dại dột càng rỡ mà một người thông minh như Hán Vương lắm khi tự hỏi với lòng, không hiểu làm sao mà cắt nghĩa. Cách xử thế vụng về và vô tâm ấy của Hán Vương lại chạm đến lòng tự ái của Hạng Tín thêm một phen nữa. Bởi vậy, khi Hạng Tín trả ấn Nguyên Nhung về cố thủ Lạc Dương, Hán Vương cho triệu cũng không về. Tiêu Hà bâng khuân nói với Tử Phòng: Hạng Tín từ khi ở Lạc Dương về thường phàn nàn rằng Hán Vương không nghe lời nói phải, lại cướp tướng ấn mà cho Ngụy Báo, không nhớ đến công phá Tam Tần lấy Hàm Dương. Khi nghe Đại Vương Hán Vương bị thua rất nặng ở Truy Thủy thì Tín lại đóng cửa không tiếp khách. Tôi đến mấy lần cũng không được tiếp, xem ý như muốn cho Đại Dương phải tự thân đến mời mới được vậy. Câu nói ấy của Tiêu Hà thật tỏ rõ được tâm sự của Hàn. Ốc làm phản của Hàn đã bắt đầu manh nha trong tiềm thức. Nếu Trương Tử Phòng không dùng kế khích ông ta thì Hàn Tín chưa chắc chịu nghe lời triệu của Hán Vương mà về Quỳnh Dương mưu phá Sở. Hán Vương vì lợi cho đại nghiệp của mình nên bấm bụng bỏ qua cái tội không tuân mạng của Hàn, nhưng trong thâm tâm lòng tự ái đã bị chạm nhiều rồi. Trong tâm phế của hai người, sự giăng nhau càng ngày càng tăng thêm. Nơi Hạng Tín thì lập tâm phản nghịch, nơi Lưu Bang thì xin dạ bội ân. Bởi vậy, sau khi Hạng Tín bình định nước Tề rồi, Hán Vương sai sứ đến mời về cùng hợp tác phá Sở. Hạng Tín thừa dịp bắt bí Hán Vương, viết biểu về tâu xin phong ấn Tề Vương, rồi sau sẽ phá Sở. Đấy là cách trả đũa việc cướp ấn Nguyên Nhung thở nọ. Hán Vương xem biểu đòi phong Tề Vương của Tín, liền nổi giận: thằng nhãi này lại dám dở giọng như thế ư? Ta bị khốn ở đây đã lâu, mong nó về giúp ta, không ngờ nó lại trực xưng bá xưng vương như vậy. Trương Lương, Tấn Bình vội xẻ bấm chân Hán Vương, rỉ tai nói: Đại Vương tuy được mấy chục quân lớn của Sở, nhưng hiện nay quân Sở đóng ở dưới núi Quảng Vũ để đánh ta, quân ta hiện đang bất lợi. Vậy ta có sức đâu cấm nổi Hạng Tín không cho tự lập làm vương, chi bằng hãy cứ phong cho hắn, khiến hắn vui lòng, rồi thì hắn sẽ giúp Đại Vương được việc. Nếu không mà để hắn tự biến thì sẽ lại sinh một mối lo to. Thế là Hán Vương một lần nữa phải bấm bụng mà phong vương cho Hạng Tín. Ở vào địa vị Hán Vương, mình là chúa mà bày tôi kiêu ngạo ý tài, lấn ác và khu sách mình dường ấy. Lòng tự ái bị thương tổn, không biết là chừng nào. Nhẫn được, nếu không phải là bái công, chưa ắt có người làm nổi. Nói thì có hơi quá, chứ cái nhục của Hán Vương ngày nay còn hơn là cái nhục của Hạng Tín luồn trôn thở nọ. Cái ấn Tề Vương của Hạng Tín thật khó lòng mà bền vững được. Người có cái chí đồ vương định bá, khuấy nước chọc trời như bái công, có chịu nào chịu nổi cái nhục ấy không? Chịu nổi nó thì chỉ có bái công, và cũng nhờ thế mà bái công mới làm nên nghiệp đế. Nhưng cái vết thương lòng không làm sao mà hàn gắn được. Cái tước Tề Vương của Hạng Tín tuy xứng đáng thật, nhưng ngày nào nó còn, nó là cái tiếng chửi trên đầu Hán Vương, là cái gai nhọn trong con mắt của Hán Vương. Nó hằng nhắc nhở cho Hán Vương sự xúc kém nhục nhã của mình. Cho nên thiên hạ vừa định được thì cái lo nghĩ trước nhất của Hán Vương là cướp lại cái ấn Nguyên Nhung của Hạng Tín.
Sự thật đã rõ ràng hết sức. Việc ấy ai mà không rõ, thế mà chỉ có tính không chịu hiểu. Hàng tính tuy hả lòng trả được cái nhục khúc ấn Nguyên Nhung, lên ngồi trên điện Tề Vương để nhận lễ chào mừng của trăm quan thuộc hạ, nhưng đâu có dè, chính ngày ấy là ngày tự rước cái vạ ở cung vị vương sau này. Quái Triệt khuyên Hàn Tín: thiên hạ lúc mới loạn, các anh hùng hào kiệt cùng gào cùng thét, người trong thiên hạ đều như xương đùng, mây hợp lửa bốc, gió tuôn, cá mè một lứa. Trong lúc ấy chỉ lo một điều là làm sao cho mất nhà Tần thôi. Bây giờ hé sở trên nhau, khiến cho những kẻ vô tội dưới gầm trời, ốc gan lầy đất, cha con phơi xương ở giữa ruộng đồng, không sao kể hết. Sở cất quân từ Bàn Thành, vừa đánh vừa đuổi, đến mãi Bình Dương, hoài danh lừng lẫy thiên hạ. Thế mà quân lại bị khốn ở Kinh Sách, bức bách ở Tây Sơn, đã 3 năm rồi không sao tiến được nữa. Còn vua Hán thì chỉ đem vài mươi vạn quân giữ cung lạc nhờ cái thế hiểm của núi sông, nhưng một ngày đánh mấy trận không được lấy tất công, thua chạy không ai cứu, bại ở Bình Dương, bị thương ở Thành Cao, bèn chạy sang miền Nguyên Khí. Thật là khỏe cũng khốn, mà khôn cũng khốn, trăm họ khổ sở kêu ca, nhông nhóc không nơi nương tựa. Cứ như tôi tính, trừ phi hạng hiền thánh, không sao dẹp yên nổi tai họa trong đời. Hiện nay tính mạng hai vua treo cả ở tay ngài, ngài giúp hết thì hắn được, mà sang sở thì sợ được. Tôi xin mở lòng dạ, phơi gan mật, bài kiến ngu, chỉ sợ ngài không biết dùng. Nếu ngài thực biết nghe kế của tôi, thì không gì bằng giúp cả đôi bên mà để họ còn cả. Chia 3 thiên hạ ra như 3 chân bạc, thế không ai dám động lên trước. Ngài giữ đất cựu Tề, gồm đất Yên, đất Triệu, chẳng đủ dựng nên cơ nghiệp lớn ư? Tôi nghe trời cho mà không lấy sẽ có quả hại, thời đến mà không làm sẽ phải tai ương. Vậy ngài nghĩ cho kỹ. Hàn Tín nói: vua Hán đãi tôi rất hậu, tự đem xe cho tôi đi, tự cởi áo cho tôi mặc, tự xẻ cơm cho tôi ăn. Tôi nghe đi xe người ta thì mang lo cho người ta, mặc áo người ta thì bận nghĩ vì người ta, ăn cơm người ta thì chết về việc người ta. Tôi há nên hám lợi mà quên nghĩa y? Khoái Triệt nói: ngài tự cho là thân với vua Hán, muốn dựng cơ nghiệp muôn đời, tôi trộm nghĩ không gì lầm hơn nữa. Các bạn thân mến, đến đây xin tạm dừng video. Xin hẹn gặp lại các bạn ở video lần tới. Xin tạm biệt.